Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ dày về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau âm sòng người trẻ người lớn, 70 năm trời từ Tây sang ta sao nhây quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại, rồi thấy tiền nó lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bi cực rồi sẽ tới một thay lại. Now be sang người nào cùng nhau để giúp nhau lúc cần đâu. Now be sang người nào cùng nhau để giúp nhau bao lâu sau. Now be sang cùng nhau. Now be sang người nào. Now be sang cùng nhau cùng sẽ sống giàu. Mẹ, sao mẹ cứ như vậy với con hoài vậy? Trời ơi, có cái gì đó mà con cứ sùm hoài thì á. Mẹ ăn miếng mận không xong với con chút xíu nữa là sặc muối ớt rồi đó. Mẹ lúc nào cũng kiểm soát con hết á. Sao mẹ không gắn chip lên người con luôn nè? Trời, mẹ gắn được, mẹ cũng đã gắn rồi. Mẹ... Con, mẹ làm như vậy á là bởi vì mẹ lo lắng cho con. Mẹ muốn làm điều tốt cho con thôi. Con về Việt Nam, con một thân một mình à. Lỡ con có chuyện gì rồi mẹ làm sao? Mẹ đừng có coi con như con nít nữa được không? Con hơn 20 tuổi rồi còn gì nữa. Khùng quá, 20 tuổi vẫn là con nít trong mắt mẹ. Dạ, con chào cô. À, cô đừng có lo, có gì con sẽ chăm sóc cho Hạnh. Trời, chuyện gia đình của tôi không có cần cậu. Chả lẽ tôi chỉ có một đứa con mà tôi không lo được cho nó sao? Mẹ, mẹ cứ như vậy hoài, con đi về Mỹ. Tìm neo ở đây mẹ tự lo nha. Gì vậy? Hạnh. Cái gì vậy? Gì vậy con? Hạnh! 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 Mẹ! Con đi đâu đó? Con đi ra ngoài chơi chút. Đi với ai? Mấy giờ về? Mẹ! Mẹ hứa là không có can thiệp vô chuyện của con nữa rồi mà. Ủa? Mẹ đâu can thiệp gì vô chuyện của con đâu. Tại vì á, mẹ ở Sài Gòn từ nhỏ, thành ra là mẹ biết rất nhiều những chỗ mà vui chơi rồi tham quan thắng cảnh đồ này kia nọ. Mẹ muốn chỉ cho con mà. Vậy mẹ thử chỉ con coi. Con có thể đi sở thú. Ở đây người ta kêu bằng Thảo Cầm Viên đó, con hiểu không? Vô trong đó đi, thú thì giờ không còn nhiều hết trơn á. Nhưng mà ngắm thú làm chi, con vô con ngắm người. Ôi mẹ. Đi hồ con rùa. Con rùa thì mất rồi nhưng cái hồ còn. Ôi con không đi mấy cái chỗ đó đâu. Thôi đi đầm sen đi, đi đạp vịt. Không, thôi mấy cái gu đó là gu của mẹ, con tự đi. Nè. Mệt quá. Muốn đi đâu đi đi. Mới chuyển tiền vô trong thẻ rồi đó. Đi kiếm cái chỗ nào mà cà thẻ được á. Hẹn gặp mẹ. Dạ, chào cô. Đi em. Ừ. Gì vậy? Ủa, con đi với anh Phát hả? Dạ. Đáng lý ra đó, tụi con đi chơi là phải rủ nhiều nhiều, đông đông đi nó mới vui. Rủ thêm thằng Tính đồ đi, rồi có gì không mẹ đi chung cũng được. Ôi mệt, mẹ quá à. Con đi nha. Anh, đi ăn sushi đi, mẹ mới chuyển tiền cho em. Chào cô. Thứ gì mà dạy trai thấy sợ thiệt á. Mà thực ra dạy trai thì cũng có phần thú vị đó. Nhưng mà tại vì nó dạy với cái thằng mình không có ưa cho nên mình bực mình. Được. Anh làm cái gì vậy? Không biết nữa. Tự nhiên bị rùng mình. Tự nhiên rùng mình? Chắc ai chửi anh á. Chắc mẹ em chửi anh á. Tại vì anh không hiểu nổi nữa. Anh vừa đẹp trai nè, vừa tài giỏi vậy nè. Em lại ghét anh. Ai biểu anh là con của gì qua anh làm gì? Đối thủ không đội trời chung với mẹ mà. Chứ không sao, em không ghét anh là được rồi. Em không ghét anh là được. Ừ. À, cho anh ôm cái nha. Ông nha, tôi chở giùm mấy người thôi á. Chứ tôi phải cho ôm đâu nha. Nhưng mà em chạy nhanh anh sợ quá à. Vậy thôi cho anh chị chung nha. Không được dịnh. Anh mà dịnh tôi, đụng cho người tôi la làng lên cho biết á. Tôi dịnh luôn. Ê, con la đi, ra. Con la đi, bỏ la tay đi. Em ra té bây giờ. La đi, la đi. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà không biết chạy xe. Không được,
mình phải để cho gia đình mình bất ngờ chứ. Chụp một tấm selfie mới được. Anh làm gì đi theo tôi hoài vậy? Định giật điện thoại của tôi hả? Nè, anh tính làm gì đó? Em mượn con xuống giúp. Ê, anh làm gì vậy? Ê, buông tay ra. Buông tay ra. Ăn cướp. Không có ăn cướp mà. Không có ăn cướp. Ôi dạ. Cướp à? Cướp. Cướp rồi. Cướp rồi. Không có ăn cướp. Cướp chứ làm gì? Anh rõ ràng. Ôi dạ. Của tôi. Không có. Tôi thấy cái túi đẹp quá. Tôi định hỏi là cô mua ở đâu để tôi mua túi đeo. Sao không nói sớm? Biết đâu. Nói sớm thì đâu có nói được cái gì đâu mà nói. Là anh vậy. Ôi da, trời ơi, trời ơi, còn gì nhan sắc của tôi nữa. Xin lỗi anh. Lỗi cái gì mà lỗi? Anh có sao không? Cũng may anh đẹp trai nha. Nhưng không là chết với tôi rồi đó. Ê, anh đứng đó, đừng lại gần tôi. Cô sao vậy? Tôi đưa đó. Tôi cảm ơn anh nha. Anh tên gì vậy? Anh cho tôi xin số điện thoại đi, có gì á tôi liên lạc gửi trả lời áo cho anh. Cái áo này cũng rẻ, cô không cần trả lại đâu. Chết rồi, có khi nào là tình yêu sét đánh không? Kìa con bướm vàng đúng không? Anh đánh bài khác em nghe coi. Bài khác à? Ừ. Nghe cho kỹ nha. Ừ. Nữa. Anh không biết đánh piano đúng không? Ừ. Mẫu người đàn ông lý tưởng của em á là phải biết đánh piano nha. Anh không biết đánh piano nhưng mà anh biết đánh một cái này. Đánh gì? Đánh lộn mà. Đánh lộn không? Đánh lộn không? Ui, đừng quýnh anh, đừng quýnh. Đừng quýnh anh mà. Ủa sao thích người ta mà cứ đứng từ xa nhìn là sao vậy con? Trời ơi, con ơi, tình yêu nó giống như là một cái miếng thịt giữa một bầy thú dữ, con hiểu không? Mà những người thợ săn tình yêu là một loại thú dữ đó, có nghĩa là con phải nhào vô, con giành giật, con cấu xé để con giật cái miếng thịt đó về cho mình. Thậm chí hả, khi con nhào vô con còn bị cắn ngược lại, con còn bị thân sơ tất sở, nói chung là bị đủ thứ trên đời. Nhưng mà như vậy nó mới gọi là hương vị của tình yêu, con hiểu chưa? Dạ con cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà ai cũng có đôi có cặp hết rồi cô. 30 chưa phải là Tết. Bài bạc ăn nhau lúc về sáng, ngựa chạy đường trường. Không có điện thoại. Nghe đi. Alo. Cái gì? Anh hai, em là em gái của anh chứ đâu phải con ma đâu mà anh sợ em dữ vậy? Trời ơi, đùng một cái không báo rồi tự nhiên về ai mà không sợ. Mẹ có biết chuyện này không? Được nghỉ hè nên em về thôi. Mẹ mà biết thì anh hai cũng biết rồi, còn gì bất ngờ nữa. Trời đất ơi, con Linh phải không? Đúng rồi cô, Linh em gái con nè. Trời ơi. Còn đây là cô một bạn của mẹ, nhớ không? Con chào cô. Con là không có nhớ cô rồi, nhưng mà cô là không thể nào quên con được. Trời ơi, sao mà nó dễ thương quá vậy, lớn quá lớn con ơi. Muốn cao hơn anh mày luôn rồi đó.
ôi vừa đẹp nè, sắc sảo nè, mà lại có cái nét hiền dịu nữa. Trời ơi, chẳng bù cho hồi nhỏ con y chang cái con Kumathon á. Lại đây coi coi. Ê, đừng quên mặt, đừng quên. Gì vậy? Ra đây coi. Ủa anh. Cô. Đúng là duyên thiệt rồi. Trời, phải công nhận má của con có phước dễ sợ luôn á. Sanh ra hai đứa con nè. Trời ơi, một trai một gái. Đứa nào cũng đẹp. Mặt mũi thì thông minh. Ôi ôi, tuấn tú coi kìa. Trời ơi, thiệt là ganh tị. Cô, cô đừng có để cái mặt này mà nó lừa. Nó quậy ngầm đó cô. Mẹ con chịu không nổi nên mới tống ra nước ngoài á. Dạ, đâu có đâu cô. Anh hai cố tình bêu xấu con đó. Ủa, qua nước ngoài không lâu mà sao về mắt có vấn đề ha? Nói chuyện với anh hai mà sao cứ nhìn qua phát kìa. Con à, trời đất ơi, con có một đứa em dễ thương, dễ xinh, dễ bảo như vậy á, mà hiền thục nết na như vậy. Trời ơi, cái nét của nó là rất là phúc hậu nghe, mà rất là nhẫn nhịn nha. Cô cảm giác vậy đó thì con phải biết nâng niu em chứ, tối ngày chọc em như vậy á là em có vui đúng không con? Con nói thiệt với cô á, chưa bao giờ mà con thấy nó dịu dàng như vậy hết á. Cô nói con mới để ý á, chứ bình thường mà con nói câu nào lại nhảy lên nó cào mặt con rồi. Con à, cô nhìn người không có sai đâu nghe. Cô nói thiệt á, ha phá ha. Cô nhìn người á là không trật miếng nào đúng không con? Dạ đúng. Ê, tự nhiên giờ nhìn kỹ lại hai đứa nghe. Nè, đó, bé gái này với Phát nè. Có cái tướng phu thê ta ơi.